bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người tu hành phải chịu khổ. Có câu châm ngôn nói rằng, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Vì lẽ gì người tu đạo phải tu khổ hạnh? Mỗi ngày chúng ta chỉ ăn một bữa vì chúng ta muốn hết khổ. Khổ mà hết thì còn lại sự sung sướng. Nói về phước thì có loại ta nên hưởng và có loại ta không được hưởng. Phước nên hưởng là phước do chính tay ta làm ra, như ở nhà đẹp, mặc quần áo sang trọng, ăn thức ăn ngon, đi xe mắc tiền, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng sau khi hưởng thọ hết những thứ phước báo đó, thì phước cũng tiêu luôn, và số vốn trong trương mục của ngân hàng phước báo cũng không còn gì. Phước không nên hưởng là loại không do chính ta tạo ra, chúng đến với ta bằng những thủ đoạn quỷ quyệt, như tiền tài lấy trộm của người khác chẳng hạn. Nếu chúng ta hưởng thụ những loại phước báo do điệp bờm mà có, thì đó là một niềm vui bất chính, tất sẽ bị luật pháp trừng trị. Vậy là ta đã thiếu nợ vì rút quá số tiền ký gửi ở trương mục ngân hàng phước báo. Thọ hết phước, phước sẽ không còn, huống chi lại cố tình hưởng những loại phước không nên hưởng. Như vậy, không những tiêu mất phước mà lại còn bị vỡ nợ. Vì lẽ đó mà phước chẳng thể hưởng hết thì hết phước. Khi ta cam chịu cái khổ cho đến tận cùng thì sẽ hết khổ. Quý vị phải ghi nhớ điều này để khi gặp những hoàn cảnh gian nan khốn khổ, hãy vui lòng tiếp nhận nghịch cảnh. Vì như vậy quý vị sẽ tránh được sự oán hận và không có tâm bất mãn. Đối với người đã từng nghiên cứu Phật Pháp, tư tưởng và hành động của họ thì trái ngược với người thế tục. Người đời thuận theo dòng sanh tử mà tạo nghiệp, còn người tu thì vừa đi ngược dòng sanh tử vừa rũ sạch nghiệp chướng. Người tu đạo thì sẵn sàng và an nhiên tiếp nhận bất kỳ một hoàn cảnh nào, vì tâm của y được an trú trong một sự hiểu biết về chân lý, nên y không cảm thấy khổ. Có câu nói rằng, nếm được cái khổ đến cực độ mới thành bậc thượng nhân. Đây là một câu châm ngôn thật chí lý. Nay tôi kể một công án để quý vị tham khảo. Vị vua cuối đời nhà Minh là vua Sùng Trinh, một vị quân vương có đủ trí huệ, nhưng phước báo của một vị hoàng đế cần có lại bị thiếu hụt. Vì sao vậy? Vì rằng ông gặp khổ nạn mà không lãnh thọ cái khổ cho đến tận cùng. Nguyên kiếp trước ông là một sa di, nhưng lại chết trước khi thọ giới cụ túc, thành thử thân phận ông vẫn là tiểu sa di. Trong thời gian làm sa di, ông phải nhận hết những công việc nặng nhọc như gánh nước, bổ củi, vân vân. Ngày ngày khổ công làm việc hộ trì đạo tràng, ông ráng sức chịu đựng và đè nén sự oán giận. Một hôm ông leo lên nóc nhà để sửa mái, nhưng chẳng may bị trật chân rớt xuống đất chết. Các bạn tu vội báo cho phương trường hay. Hòa thượng viện chủ vốn biết rõ nghiệp quả của vị tiểu sa di này, muốn tìm cách giúp cho đệ tử lãnh thọ cho hết khổ nạn, nên đối trước đại chúng, ngài phương trường tuyên bố rằng: Tiểu sa di này làm việc thiếu cẩn thận, để sảy chân ngã chết, làm thiệt hại cho đạo tràng. Y đã phạm vào tội xâm tổn của thường trụ, đáng bị trừng phạt. Các ngươi hãy buộc thi thể của y vào đò ngựa, bắt ngựa kéo đi cho đến khi tan xác nó ra, khỏi cần phải dùng quan tài mai tang cho uổng phí của thường trụ. Các thầy nghe phương trưởng nói xong, nghĩ tới tình đồng tu mà động lòng trách ẩn. Họ không nghe lệnh của phương trưởng rồi bàn bạc với nhau: Chúng ta là huynh đệ, cùng tu chung một đạo tràng, lý nào để cho y bị ngựa kéo thay như vậy? Chúng ta phải chôn cất y mới phải chứ. Bàn xong tất cả đều chung tiền mua quan tài, rồi đem chôn xác tiểu sa di trong núi. Bởi đã khổ công làm việc chùa, tiểu sa di đã từng tích lũy công đức, nên kiếp sau được làm vua, tức vua Sùng Trinh. Có điều ông chỉ tỷ vì trong vòng 16 năm, lại gặp phải lúc thiên hạ bị đại loạn, trong nước thì Lý Tư Thành làm phản, bên ngoài thì nhà Thanh mang quân xâm lấn. Trong 16 năm trời, chưa từng được hưởng một ngày an ổn, vua Sùng Trinh thường xuyên bị dây vò với ưu phiền. Chính vì lòng tốt của các vị huynh đệ đã làm hại ông, họ không để cho ông lãnh thọ cho hết tận khổ nạn. Nếu như các bạn tu sớm nghe lời phương trưởng dùng ngựa kéo cho nát thay tiểu sa di, thì nạn khổ của ông đã sớm hết rồi, và ngày sau, hoàng đế Sùng Trinh đâu phải vì nước hy sinh mà tự tử ở Môi Sơn.
问三摩地娑诃。